Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử loại 8 bên. Các bạn cùng mình gặp phá cái đầu tiên nha. Zumi Tsunami. Bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Medion. Let's go. So let's go. Thank you.
sẽ hoàn thành được thôi. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, War Game. Let's go. Let's go. Sao đồ ăn, War Game. Silver 3. Là bậc 3. Wow, mình là bậc 3 thôi. Wow, 20 giây rồi vẫn chưa có đối thủ nào. Tiếp tục nào, ok, đã đủ đối thủ. Bây giờ thì khi đầu tiên các bạn sẽ phải vào trong cái map này và các bạn tìm hiểu cái map này như thế nào. Ok, let's go. Chắc là bỏ luôn qua phần tìm hiểu map luôn. Bây giờ đến phần gọi là chiến luôn. Mình chọn anh chàng này, đây là một anh chàng máu rất là trâu và cũng rất là khỏe. Tức là máu và bom đạn thì đều ngang nhau. Còn những anh chàng này thì bom bắn chậm hơn. Bắn chậm hơn nhưng mà bom thì rất khỏe. Rồi ok, mỗi người có một đặc điểm riêng và một nhược điểm và ưu điểm riêng. Fight. Itchy trigger finger. I am the mighty. Got a present for ya. Enemy team, drop the flag. Your flag has been returned. I never miss. How does it feel? Flag has been returned. That means first. Here. Let's go. Step aside if you want to live. Ở đây mình không thể hiện cái thanh đánh thắng được bao nhiêu. Nếu cái mức mình như thế nào? Có thể do mạng lag, do điều gì đó. Okay, no screwing around this time.
better watch your back. Enemy team takes the flag. Enemy team drop the flag. Your flag has been returned. Like a leaf in the wind. Plenty. Hidden and dangerous. Này chắc là chơi chế độ cờ rồi. Enemy team takes the flag. Enemy team drop the flag. Enemy team takes the flag. Enemy team drop the flag. Your flag has been returned. Oh my gosh, chúng đau thật. I got you in my sights. Draw. Draw. Hoa. Oh, okay. I have much respect for. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Lùa vào. Let's go. Tao ném bằng cái gì đây? Oh my God.
Let's go, baby. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, lô vào 3. Oh my gosh, chết rồi kìa. Ok, chúng ta chạy thôi. Để tưởng mình đâu rồi. Oh my god, đi rồi. Điện giật phát đi luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Let's go. Bắt làm bro. Chiến thôi. Oh.
Oh my god. Dính quả bom to rồi. Bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Điều thích cơ. Đây sẽ là một bộ thính ở đó thì bị biến đổi thành zombie, sau đó thì lây nhiễm sang các con người khác. Face to zombie, let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Grand Bar and Grandi. Win game. Hai ông bà và một chú chó rất là hung dữ. Chapter 1. Let's go. Bạn nào có vẻ đang vào đây? Mình sẽ ngó xem. Thank you.
Oh my god. Bị hai bên bắt rồi, cho nên không còn nối nào mà chạy. Ok, rồi mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.